Chào mọi người nha. Hôm nay mình làm cái máy tiện, mình làm đến cái phần mà gắn cái đai trượt nè. Mình chia sẻ cho anh em nào chưa có kinh nghiệm á, anh em bắt bắt cái đai trượt cho nó hai cái đai hai bên này trước với vô cái mâm này đi. Xong anh em để lên đây anh em bắt bốn ốc trước. Nè, mình bắt bốn con thôi. Xong đó nếu mà nó trượt nhẹ rồi á thì anh em để nguyên cái vàng này nè. Anh em khoan để này, anh em khoan luôn đó, thì nó rất là chính xác nha. Chứ mà anh em lấy dấu hết rồi anh em khoan một lần, nó đảm bảo với anh em trong quá trình mình khoan thế nào nó có bị sai số là nó xí, nó sẽ bị rất là nặng đó. Bây giờ mình bắt bốn con mà nó trượt nhẹ như thế này nè, rồi mình sẽ tiến hành đó là mình tháo cái mâm này ra, bắt đầu mình khoan nguyên cái này luôn, mình để im cố định như thế này, mình khoan luôn. Rồi, chào mọi người nha. Mình làm phần nào thì mình sẽ chia sẻ clip lên cho mọi người coi nha. Thôi chào mọi người.